nhìn thẳng cái bag này trông nó rất là lởm lởm nhá, nhưng mà thực ra là hàng khủng này. Này xem các bạn nhé, đây bộ thủ của nó này, ui 1102 này đẹp không ấy, 9697 này, tù 9697 này, cái này 9697 luôn này. Đẹp chưa, 2 slot giảm kháng hết này, bữa tình cái này cũng 2 slot giảm kháng luôn, cái này 22, thằng này đóng full giảm kháng ấy, thằng này ngon đấy nhỉ, đồ ồ xem nào, ổn cấp 2 kỵ chưa, ai chà ngự phong hành luôn này, thằng này hình như là ác quỷ hay sao ấy, thằng này danh hiệu tầng 19 đấy, không phải đùa đâu, nhớ mang máng là thế, thằng này là nhớ mang máng là thằng này này, thằng ác quỷ này, xong là nó đổi tên thằng gì quên mỗi tên này, tiểu kỳ tiểu cót gì hay sao ấy, xong nó Tiêu Kỳ hay sao ấy, cái gì đó ấy, chẳng bây giờ nó là Khương Duy sao ấy. Nếu như mà nó để tên Khương Duy mình không nhận ra, nhưng mà cái kỵ này để server không có nhiều. Danh hiệu tầng 20 à? Ai chả kinh như vậy, 20 chứ không phải 19 à? Một ghê vãi lều này. Thằng này danh hiệu tầng 20 quả. Anh xem PT vào trang nó bao nhiêu các màu này. Em PT không? PT tí. Ẩn dấu thực lực rồi. Nó PT rồi. Các bạn nhìn đồ này thôi, nhưng mà có thể đây là sách phụ của nó thôi. Thôi thôi, nó ẩn dấu rồi. Thôi. Không xem được đâu. Nhưng mà công nhận ăn này ngon, nếu ăn là danh hiệu tầng 20 máu nó phải thơm 1 triệu. Tầm 1.1 triệu đấy. À thằng này chưa có danh hiệu, chưa có danh vọng. Ăn đang tầm 1 triệu rồi.